live stream từ các trường mình. Thì đây, tên lửa đã được nạp đạn rồi các bạn này. Tên lửa đã được nạp nhiên liệu và nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang là 28 độ C. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang là 28 độ C. Thì đây các bạn đang theo dõi cái tên lửa này, nó cũng giống như cái tên lửa hôm ở Hưng Yên nhưng quy mô nó nhỏ hơn, vì việc của nó là cung cấp hơi nóng cho cái máy sấy. Cái máy sấy này thì 100 cân, cái máy sấy này là 100 cân các bạn nhé, sấy một lần từ 7 đến 12 chân một mẻ. Đây, nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang khoảng độ 28 độ C. Nhiệt độ ngoài trời đang khoảng độ là 28 độ C đó. Và nhiệt độ ở trong buồng, trong cái máy sấy này thì bây giờ nó đang là bao nhiêu đây? Nó đang là 37 độ C các bạn ạ. Chào Quốc Khánh nhá, Quốc Khánh vào nhà mình chơi rồi. Hôm nay mình lắp máy giặt trên Hồng Ca. Vài hôm nữa thôi, 2-3 hôm nữa thôi là mình lắp máy giặt trên Hồng Ca. Thì mình sẽ lại ghé thăm nhà Quốc Khánh nhá. Rồi, chào mừng các bạn đến live stream từ khắc trường mình. Bây giờ trên màn hình các bạn đang nhìn chiếc máy sấy vừa nhóm lửa lên một tí rồi, đã 37 độ C rồi. Bây giờ thì chưa có chăn để cho vào. Có cho chăn vào không? Bà chủ. Đây, chị chủ nhà đây các bạn này. Chị chủ nhà, vợ của anh Khoa đây. Đây, các bạn xem không gian để phơi đồ này. Anh Khoa cũng đã làm rất là chuyên nghiệp rồi. Anh Khoa đầu tư một lần là đã chuyên nghiệp luôn các bạn nhé. Bởi vì nhà anh Khoa thì anh trai của anh Khoa năm ngoái cũng mua một bộ máy giặt sấy từ khắc trường mình. Cho nên là dựa trên những cái kinh nghiệm đó thì anh ấy đã làm sẵn rồi. Lên đến đây là chăn đệm phơi giặt xong phơi rồi. Con này thì sáng ngày không khác gì con cóc ghẻ các bạn nhé. Cái đệm này này không khác gì con cóc ghẻ. Và bây giờ thì nó cũng sáng lên được 80% rồi. Giặt những bộ đệm lâm sung này quả thật là thách thức lắm các bạn ạ. Giặt được nó là một chuyện rồi, làm khô nó phải mất cả tuần. Cả tuần làm khô nó rất là vất vả. Đấy, mà cái bộ đệm này, ba miếng đệm kia các bạn cầm một tay thôi phi một phát rơi ra tận cái xe Ford Transit kia. Đấy, gọi là đệm lâm sung bởi vì trong phim lâm sung thì mọi người gánh những bao cát rồi bê những tảng đá toàn là bằng xốp thôi. Được quét xi và được sơn xi vào để cho mô tả nó giống với lại bao cát hay là viên đá thôi, chứ còn rơi vào người như thế chết toi rồi. Rồi, các bạn đang nhìn thấy chiếc tên lửa đẩy từ khắc trường mình. Thì đây là một trong những cách làm giúp cho chúng ta tiết kiệm về nhiên liệu. Việc đốt lò đốt như này không khói ra môi trường ở nơi chúng ta đốt. Các bạn nhìn thấy chúng ta đốt ở trong cái buồng này nhưng không có khói ở đây. Không có khói vương vấn ra nơi nào, nơi này các bạn nhé. Không có khói. Và dựa vào hai cái quạt kia, hai quạt kia thì ngay tại ống xả, ngay tại ống khói chúng tôi cũng lấy nhiệt thêm một lần nữa. Xung quanh đó chúng tôi chèn bằng bê tông siêu nhẹ các bạn này. Bê tông siêu nhẹ tức là bê tông xốp. Bê tông xốp đặc tính của nó là không giãn nở. Giãn nở không đáng kể, gần như bằng không. Tiếp theo nữa đó là không truyền nhiệt. Và dùng đèn khò ga ngọn lửa màu xanh lên đến 1300 độ. Và khò vào được bê tông xốp thì bê tông xốp cũng không nổ, cũng không nóng được các bạn nhá. Ví dụ một viên gạch bê tông xốp là tường 10 như này, các bạn dùng hai cái đèn khò ga các bạn thổi như này trong vòng nửa giờ thì bên này cũng không nóng được các bạn nhé. Cho nên ưu điểm của bê tông xốp là vậy. Cho nên chúng tôi là nhồi vào đó là bê tông xốp các bạn nhé. Bê tông siêu nhẹ, bê tông siêu nhẹ. Và dưới này là hai con quạt. Và đây, nhiệt độ thì sau một vài phút live stream từ 37 độ thì bây giờ xem đã lên đến 40 độ chưa. Chắc chắn phải là hơn 40 độ rồi. Theo tôi đoán thì chắc chắn phải hơn 40 độ rồi. Đấy, 39 độ rồi các bạn này. 39 độ rồi, 39 độ 7 rồi. Các bạn thấy không? 39 độ 7 rồi. Cái tủ điều khiển này là chúng ta có thể là quan sát được nhiệt độ ở trên điện thoại của chúng ta các bạn nhé. Chúng ta dùng điện thoại chúng ta có thể quan sát được. Đây, motor đang quay đây các bạn này. Các bạn nhìn motor đang quay, nó đang giảm tốc rất là từ từ thôi. Motor đang giảm tốc rất từ từ thôi, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, việc giảm tốc độ từ từ như này giúp cho chúng ta tiết kiệm về năng lượng. Anh em nào sử dụng inverter rồi, chúng ta nhà có tủ lạnh inverter, quạt inverter, điều hòa inverter, thì ở đây cái máy sấy và máy giặt tôi sử dụng công nghệ inverter. Đấy, nó đảo chiều, nó đang tăng tốc dần. Đấy, đạt được tốc độ giới hạn mà chúng tôi quy định thì nó sẽ duy trì ở tốc độ đó. Và nó sẽ chuẩn bị lại dừng lại bây giờ các bạn nhé. Giặt là thiện nhân, đó là sấy củi bạn ạ. Sấy củi, sấy củi giúp chúng ta tiết kiệm được đến 75 đến 80% về chi phí tiêu hao.
để chi phí tạo nhiên tạo ra nhiệt đấy các bạn ạ. Đấy. Đấy các bạn nhìn nó giảm tốc độ chưa? Giảm tốc độ rất từ từ. Đó. Rồi, giảm tốc độ rồi lại đảo chiều, các bạn nhìn nó đảo chiều này. Nó bắt đầu đảo chiều, các bạn nhìn thấy nó cựa từ từ chưa? Cựa rất từ từ. Đấy. Những bạn gái nào mà có người yêu đèo trên xe máy thì cũng hay thích phanh gấp lắm đúng không? Rồi. Đấy, đây là anh chủ nhà này, anh Khoa này thì các bạn cũng nhìn thấy anh ấy trên livestream cách đây khoảng độ 11 tháng rồi. Ở cũng một bộ giặt sấy như này lắp cho người anh trai của bạn Khoa này. Đấy. Đây là quê hương của Văn Yên các bạn nhé. Đây là quê hương của Văn Yên, Yên Bái. Là một cái vùng đất rất là trù phú. Ở đây thì nhà nhà trồng quế, người người trồng quế. Và cây quế thì đang có giá rất cao. Tuy nhiên thì theo như các thông tin từ các cái bên mang những cái sản phẩm, ví dụ như là tinh dầu quế xuất khẩu ở châu Âu chẳng hạn, thì hiện nay là dư lượng các cái chất ở trong chất hóa học ở trong tinh dầu là vượt ngưỡng cho phép. Chính vì vậy mà bên Mỹ và châu Âu họ không dùng nữa. Và dẫn đến là cây quế của chúng ta trong tương lai gần là sẽ bị mất giá các bạn nhé. Bởi vì theo chuyên gia trồng quế thế giới ấy, người ta xác định rằng là một hecta quế chỉ trồng 2.500 đến 3.000 cây thôi, nhưng ở Văn Yên thì trồng 10.000 cây trên một hecta. Đấy, 3.000 cây trên một hecta. Đó, các bạn thấy chưa? Văn Yên đây, Văn Yên quê nhà chúng tôi đây. Nhà mẹ tôi thì ở cách đây 250m thôi, đi bộ cũng xa, đi bộ cũng đến. Rồi, chào anh Nguyễn Xuân. Đấy, ngọn lửa lưu diêu nhà tôi không khói ra nhà các bạn nhé. Mẫu sự sáng tạo là ở đâu? Các bạn cứ lao động rồi các bạn sẽ nghĩ ra cách để sáng tạo. Tự nhiên mà nghĩ ra ngay ấy, thì thường người ta sẽ không nghĩ được. Đấy, cũng có một cách là nhìn cái cách làm của thằng Trường kia, bắt chiếc y chang như thế, làm y chang như thế là đỡ phải sáng tạo nhiều. Sau đó qua quá trình mình làm, mình rút kinh nghiệm và mình lại sáng tạo thêm. Đấy, thì người ta bảo đấy là sự sáng tạo. Các bạn chịu khó một chút, đêm hôm thức hơn mọi người một chút, làm việc nhiều hơn mọi người một chút. Đấy, rồi là nói chung là hay làm và hay nghĩ hơn mọi người một chút, thì chúng ta sẽ có được một cái sáng tạo và anh em sẽ rất ưa chuộng. Chỉ là những cái thùng phi rách này thôi các bạn nhá, nhưng mà nó lại biến thành tiền. Đây các bạn này, các bạn sờ từ giờ đến tối nó không nóng lên được các bạn nhá. Sờ đến tối ở cái chỗ này này không nóng này này. Đấy, đấy, đấy. Cái quạt này sẽ chịu trách nhiệm thổi cho cái đầu tên lửa này thông nhiệt vào trong kia một phần. Cái quạt này là cái quạt chính. Cái quạt chính này công suất là 750W. Lưu lượng gió, đây là quạt cao áp các bạn nhé. Quạt cao áp, nó rất nhỏ thôi nhưng mà nó lại lượng gió nó lại cực mạnh. Nó mạnh đến mức độ mà bạn thổi vào bụng của bạn người ăn no cơm ấy là bạn muốn đi vệ sinh luôn. Đó, nó ép cho bụng bạn như là có người chạy, người ép ấy. Chính vì vậy nó đẩy gió được đi rất xa. Nó đẩy gió được đi rất xa. Những anh chị em nào ở Văn Yên, các bạn mà thấy chăn ga gối đệm nhà mình nên cần phải được xử lý. Đấy, thì anh chị Khoa Yến này với kinh nghiệm của người anh trai của bạn ấy, cũng như là với cái kinh nghiệm mà khách trường mình chia sẻ thêm, thì các bạn ấy sẽ giặt thơm tho cho các bạn. Đây các bạn nhìn này, những chiếc gối đầu nó như kiểu là cháo lòng ấy các bạn. Đây, đây, những chiếc gối đầu như cháo lòng ấy bây giờ nó sáng sáng như mới rồi, anh em thấy chưa? Sáng như mới rồi. Đấy, dùng hoạt chất nano để xử lý nó nữa, để chống cái việc là con vi khuẩn sống được trong tương lai dài. À, hoạt chất nano tức là gì thì mình lại chia sẻ thêm các bạn một chút về nano. Nano là cái đơn vị mà rất là nhỏ, nó nhỏ gần đến mức angron, nhỏ hơn angron rồi các bạn ạ. Nó rất là nhỏ, những cái vi phân tử như vậy ấy, thì ngay sau khi mà cái con vi khuẩn nó bám vào chẳng hạn, bám vào bề mặt cỏ chăn này chẳng hạn, thì bị cái hoạt chất nano đó nó xâm nhập vào tế bào. Đấy, nó xâm nhập vào tế bào và việc chuyển động của cái hoạt chất nano đấy vô hình chung làm tiêu diệt con vi khuẩn. Chính vì vậy con vi khuẩn nó không sống được các bạn nhé. Cách thức tiêu diệt vi khuẩn là như vậy. Rồi, nhưng bạn nào chưa biết hiểu biết về cách thức tiêu diệt vi khuẩn của nước muối thì các trường mình cũng chia sẻ thêm, đó là con vi khuẩn không tự nhiên chết được khi bạn ngâm nước muối. Đấy, đứa trẻ con cũng biết rằng là dùng nước muối sẽ tiêu diệt vi khuẩn, nhưng cơ chế nào để diệt được vi khuẩn thì các bạn lại không biết các bạn nhé. Đấy, thế thì nguyên nhân là tiêu diệt được vi khuẩn nhờ vào nước muối là vì sao? Là vì phân tử muối thì có ký hiệu là NaCl. Đấy. Na khi tan vào nước thì Na sẽ bị tách ra, Cl sẽ bị tách ra. Chính vì cái Cl tách ra đó ấy, thì cái clo đấy, cái clo nó mang điện tích trừ.
và nó rất háo nước. Khi các bạn hòa tan nước thì các bạn sẽ cái phân tử clo ấy nó trôi nổi ở trong nó và nó xâm nhập vào tế bào của con vi khuẩn đấy, và nó hút nước của con vi khuẩn và làm con vi khuẩn khô và chết các bạn nhá, mất đi nguyên sinh chất và chết. Đó là nguyên nhân mà vì sao mà con muối có thể diệt được vi khuẩn. Chứ còn nếu nói thao thao bất tuyệt là muối được cứ ngâm nước muối diệt vi khuẩn thì dễ, ai cũng nói được. Đứa trẻ con học lớp 3 bố nó làm được như thế thì con nó cũng sẽ làm được như thế, nó cũng nói được như vậy. Đây là tên lửa, nhiệt độ tăng lên rất cao các bạn nhé. Bây giờ tôi đoán rằng là sau một hồi live stream khoảng 5 phút đi lòng vòng đây thì bây giờ nhiệt độ tôi đoán nó phải lên được 52 độ rồi, chắc phải 52 độ rồi đấy các bạn thấy chưa. Theo kinh nghiệm của mình đoán là 52 độ, 52 độ thật các bạn này, 52 độ thật rồi. Trong này bây giờ là hừng hực rồi nhá. Bây giờ mình sẽ bắn để các bạn cùng xem nó bao nhiêu độ rồi nhá. Tôi sẽ dùng cái súng này tôi bắn để các bạn cùng xem. Đây. Đấy, nhiệt độ ở trong này bây giờ đang là 47, 46, 47. Đấy, các bạn thấy chưa? Còn trên này thì rất là nóng các bạn này. Đấy, 58 độ C là trên cao rồi các bạn nhé. 58, 59 độ C rồi. Đấy, đây. Rất là nóng các bạn nhé, rất là nóng mà không có khói. Đấy, rất là nóng, rất nóng, rất nóng. Ok, 57, 58 độ C là trên cao đấy rồi các bạn nhé. Rồi hôm nay thì đây, các bạn xem việc chuyển động đều từ từ giúp cho chúng ta tiết kiệm về điện năng là vì vậy. Các bạn biết vì sao nó tiết kiệm bằng điện năng không? Dùng biến tần không phải tự nhiên mà nó tiết kiệm được điện đâu. Dùng biến tần mà tiết kiệm được điện ý là dựa vào cái sự đồng chuyển động từ từ kìa. Cộng thêm nữa đó là dựa động sử dụng các cái cảm biến. Các cái cảm biến nó giống như tay người này, tay người sờ được vào kia, cảm nhận sự nóng và biến đổi cách làm, rút tay ra, thò tay vào. Thì cái biến tần kia nó cũng như vậy, dựa vào các cái cảm biến, dựa vào bo mạch điện tử để cảm nhận được việc thay đổi và ra lệnh cho cái motor hoạt động ở với các vòng tua khác nhau thì nó tiêu hao năng lượng khác nhau. Chính vì vậy mà sử dụng inverter giúp cho chúng ta tiết kiệm điện là vì vậy. Ok, anh em hiểu vấn đề rồi đúng không? Ôi, chào mười mấy anh chị em đang xem, chào vài chục anh chị em đang xem, hân hoan chào đón anh em đến với lại giặt sấy khoai yến. Giặt sấy khoai yến ở tại Văn Yên đấy, tại thị trấn Mậu A. Anh khoai yến sẽ di cái gì cũng giặt, tức là chăn ga, gối đệm, rèn màn, thú nhồi bông, lõi chăn sông Hồng, chăn cổ mà vỏ nhung như này là anh chị khoai yến cũng giặt hết các bạn nhé. Chăn cổ vỏ nhung mà cái chăn bật bông của các cụ ngày xưa là anh chị khoai yến giặt hết. Những chiếc gối đầu mà đen ngòm lên ngòm như cháo lòng thì nó cũng phải được trắng xóa, sạch và thơm tho đấy. Dùng hoạt chất nano xử lý bề mặt các bạn nhé. Đây, đây là cửa hiệu. Ê, về đi. Rồi, tôi xin kết thúc ở đây nhé các bạn nhé.